Từ thuở xa xưa, những dòng sông đã là mạch nguồn quý giá, đem lại sự sống cho con người và vạn vật. Từ đời sống, những dòng sông đã đi vào thơ ca và nhạc họa một cách tự nhiên nhưng cũng đầy thi vị. Và trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, câu chuyện về những dòng sông đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán thính giả yêu nhạc cả nước. Nhạc phẩm Vàm Cỏ Đông là một trong những câu chuyện về dòng sông dạt dào cảm xúc đã được nhạc sĩ Trương Quang Lục khéo léo khắc họa trong suốt hơn 55 năm qua. Người nhạc sĩ của ca khúc Vàm Cỏ Đông năm nay đã sấp xỉ tuổi 90. Ông sinh năm 1933 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật ở mảnh đất Quảng Ngãi. Nhưng như một lẽ tự nhiên, tình yêu dành cho âm nhạc cứ lớn dần cùng ông theo năm tháng và nuôi dưỡng tâm hồn ông cho đến tận bây giờ. Mỗi tác phẩm âm nhạc của ông đều được ông viết bằng cả trái tim thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, gửi gắm trong đó là niềm tin, tình yêu và hy vọng của tuổi trẻ hôm nay và ngày mai. Tôi đến với âm nhạc khi còn rất là nhỏ tuổi. Để có được một cái vốn liếng về nghệ thuật để sáng tác thì tôi thường là tự học qua sách âm nhạc bằng tiếng Pháp. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp thì sau khi hoàn thành cấp 3 thì tôi có làm cán bộ văn hóa văn nghệ của đường sắt, rồi cán bộ văn hóa văn nghệ của thanh niên xung phong mấy năm. Và khi ra tập kết ngoài Bắc thì có cái may mắn là được anh chị em trong cái ban trù bị của Hội Nhạc sĩ Việt Nam á, họ thâu nhận vào tham gia đại hội thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1957. Cho nên tôi có cái may mắn là được các đàn anh trong hội trao đổi kinh nghiệm về sáng tác. Sau ngày thống nhất đất nước thì tôi chuyển vào Nam, chuyển về báo Sài Gòn Giải Phóng và công tác ở đấy được gần 20 năm. 90 năm tuổi đời, hơn 70 năm rong ruổi từ Nam chí Bắc với niềm đam mê âm nhạc, ông đã để lại một gia tài âm nhạc đồ sộ với những ca khúc được công chúng yêu thích như Chuyến Tàu Trăng, Vàm Cỏ Đông, Hoa Sen Tháp Mười, Quảng Ngãi, Đất Mẹ Kiên Cường, cùng hàng trăm bài hát thiếu nhi như Xỉa Cá Mè, Trái Đất Này Là Của Chúng Em, Tuổi 15, Màu Mực Tím. Ngoài ra, ông cũng tham gia viết nhiều nhạc phim, nhạc sân khấu, nhạc múa rối, một số bài nghiên cứu âm nhạc. Nhạc sĩ Trương Quang Lục chúng ta biết là một kỹ sư về khoa học, nhưng ông lại tiếp tục sáng tác về âm nhạc. Và chính cá nhân của nhạc sĩ Trương Quang Lục cũng là đi qua những cuộc trường chinh của đất nước của chúng ta. Và bây giờ ông thì sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Những tác phẩm chúng ta biết, ví dụ Vàm Cỏ Đông hoặc là ta nói là Trái Đất Này Của Chúng Mình rồi vân vân, thì ông viết rất đa dạng nhiều thể loại, để lại rất là nhiều ấn tượng. Nhạc sĩ Trương Quang Lục là một người là viết nhạc rất là hay.
Nhạc nghe dễ thương lắm, nhạc là nghe là quyến rũ liền, là người ta thích hát liền. Và thứ hai đó là cái đề tài của nhạc sĩ Chu Văn Lục nó đi sâu vô trong mọi ngóc ngách của tình cảm con người, tập thể nào, góc độ sống nào, hoàn cảnh nào mà nhạc sĩ Chu Văn Lục đã để tâm tới thì luôn luôn viết thấu đáo lắm, viết người ta nghe người ta thấy hợp lý, hợp tình hợp lý lắm. Gặp ông trong căn nhà nhỏ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, trong không gian lắng đọng ở thành phố trẻ sôi nổi, người nhạc sĩ già vẫn tràn đầy nhiệt huyết, vẫn hăng say trong công việc sáng tạo nghệ thuật. Có lẽ với bản tính người miền Trung thủy chung sâu đậm với lý tưởng, với đam mê, đã tiếp thêm cho ông nhiều năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình cùng âm nhạc. Trong cuộc hành trình sáng tạo đó, ông đã giành được nhiều giải thưởng danh giá. Thế nhưng điều ông luôn tâm đắc đó là sự công nhận và yêu mến của khán thính giả yêu nhạc. Tôi nghĩ rằng là một cái tác phẩm nghệ thuật á, là có thể ra đời bằng cách là tự mình có cảm xúc rồi viết, hoặc là qua một cái cuộc vận động rồi qua một cái cuộc thi. Nhưng mà dầu qua cuộc vận động hay là cuộc thi, cái ban giám khảo cuối cùng vẫn là quần chúng. Cho nên phải nói cái ban giám khảo quần chúng là một cái ban giám khảo rất là khắt khe nhưng mà lại rất công bằng. Bởi vì dầu một cái tác phẩm, dầu tác phẩm viết hay mấy đi nữa mà nếu quần chúng họ không chịu hát thì là coi như là thất bại. Đánh giá chung của giới phê bình âm nhạc, các tác phẩm của nhạc sĩ Trương Quang Lục có tính sáng tạo cao về ca từ. Chính sự sáng tạo ấy đã thu hút và để lại nhiều ấn tượng với công chúng. Trong gia tài âm nhạc đồ sộ với hơn 450 tác phẩm, có thể nói bài hát Vàm Cỏ Đông, phổ thơ Hoài Vũ là tác phẩm nổi bật nhất. Để mỗi khi nhắc đến nhạc sĩ Trương Quang Lục, người yêu nhạc đều nghĩ ngay đến tác phẩm này và ngược lại. Cái bài này thì tôi viết là năm 1966. Lúc bây giờ đang làm nhiệm vụ của một kỹ sư ở nhà máy. Thì ở nhà máy của chúng tôi lúc bây giờ là cán bộ công nhân miền Nam rất đông. Ai cũng ở cái tình trạng là ngày Bắc đêm Nam. Ngày thì là hoạt động để xây dựng chủ nghĩa xã hội với miền Bắc, nhưng mà ban đêm thì nhớ về miền Nam. Cho nên khi mà tôi gặp cái bài thơ Vòng Cổ Đông trong một cái đêm mà tôi đi làm về, thấy cái bài thơ đó trên tờ báo, rồi là thấy Đài Tiếng Nói Việt Nam có một cái cô nghệ sĩ ngâm bài đó nữa, thì tôi rất là cảm xúc và tôi đã chọn những cái khổ thơ mà mình tâm đắc với mình phổ. Và có thể nói là trong đời đây là cái bài tôi viết nhanh nhất, chỉ 1 tiếng 15 phút. Năm 1964 tôi viết bài thơ này, sau đêm vượt vất vả vượt sông qua bờ biển kia, ở trong một cái chùa bịch giữa cánh đồng trống để chờ móc nối vô liên đi tiếp, thì những tiếng pháo điên cuồng của giặc dỗ xuống mặt sông và hình ảnh quả cảm của các cô vô liên giành giật từng giây từng phút của giặc bơi xuồng đưa đoàn khách, trong đó có cá nhân tôi vượt sông qua bờ biển kia, nó giày vò dây dứt cái tim tôi không thể nào tả xiết và sẽ không thể cầm cầm bút viết về dòng sông này ngay trong đêm hôm đó. Hết sức cảm ơn nhạc sĩ Trương Quang Lục, cảm ơn với tài năng của anh đã đưa con sông hiền hòa nhưng còn rất đỡ hơn hùng ở Nam Bộ xa xôi đến với bà con miền Bắc và động lại ở trong trái tim, trong lòng đồng chí đồng đội đồng bào của cả nước. Ca khúc Vàm Cỏ Đông là sự gặp gỡ tình cờ của hai tâm hồn đồng điệu, đồng cảm về hình ảnh con sông ở một vùng đất miền Nam anh dũng. Để rồi bài thơ Vàm Cỏ Đông sau khi phổ nhạc với giai điệu nồng nàn, tha thiết, giàu chất trữ tình và sâu lắng, có sức lay động lớn, góp phần thôi thúc lớp lớp thanh niên ngày đó ra trận. Vàm cỏ đông đây ta quyết giữ, từng mái nhà nếp dưới răng dừa, từng thưa ruộng nơi đen màu mơ, từng mối tình.
sớm trưa. Bà Có Đông là một ca khúc mà cái ngôn ngữ âm nhạc nó hơi bị lạ, nghe nó thu hút người ta lắm. Nó lạ chỗ là nó nửa nam mà nó nửa bắc. Nó nửa nam, nó nửa bắc, bên nó ngã bên này, nó ngã bên kia. Thành ra đồng thời với cái nội dung mà nó giao duyên qua lại giữa sông Hồng và bên Vàm Cỏ Đông ấy, thì thấy nó hợp lý vô cùng. Và người ca cũng thích nữa. Từ khi hồi kháng chiến chống Pháp, tôi đã bắt đầu nghiên cứu về dân ca của các miền rồi. Đặc biệt là ở Nam Bộ. Nam Bộ thì là mình nghiên cứu về điệu thức, về nhịp điệu, về cái cách các cái luyến lấy, rồi cái cách cấu trúc các cái bài dân ca, để khi mình viết cái bài bằng cộng đồng mình đưa vào đó luôn, thì nó đúng với cái tình cảm của người miền Nam, thì là họ chấp nhận ngay đó. Cho nên nói cho cùng thì thế này, nó có hai phần. Một là cái cảm xúc, cái đó đương nhiên là nó là chủ đạo, nhưng mà ngoài ra phải có cái nghiệp vụ về âm nhạc nữa. Nghiệp vụ đó nó phải qua một cái thời gian mình tích lũy, mình học tập, mình nghiên cứu. 55 năm trôi qua, giai điệu Ở Tận Sông Hồng Em Có Biết, Quê Hương Anh Cũng Có Dòng Sông, Anh Mãi Gọi Với Lòng Tha Thiết, Vàm Cỏ Đông Ơi Vàm Cỏ Đông đã đi vào lòng người nhẹ nhàng, chân tình như chính giai điệu của bài hát. Để sản sinh ra bài này thì nó cũng có một vài cái chuyện ngoài lề thôi, nhưng mà nó cũng góp phần vào cái sự hình thành bài hát. Thứ nhất là Hoài Vũ là cũng là đồng hương với tôi, là quê Quảng Ngãi. Ổng cũng ra tập kết, rồi ổng đi B, rồi ổng được điều đến công tác ở cái vùng sông Vàm Cỏ Đông, trải qua Tây Ninh và Long An. Cho nên lúc bây giờ là tất cả tên làng, tên núi, tên sông ở từ vĩ tuyến 17 trở vô đều là quê hương mình cả. Cái thứ hai nữa là nó có một cái sự gọi là nó riêng tư, thế là bà xã tôi là dân Hà Nội. Hà Nội thì ở gần sông Hồng, cho nên khi mình nó thấy cái câu Ở Tận Sông Hồng, em có biết khi viết thì nó có cái chung, cái riêng, nó đi với nhau và nó cộng hưởng á, thì nó thành một cái cảm xúc nó mạnh, cho nên viết nhanh. Sang năm tới, nhạc sĩ Trương Quang Lục tròn 90 tuổi. Với dáng vẻ khỏe khoắn và đôi mắt tinh anh, thỉnh thoảng người ta vẫn nhìn thấy ông trong những chuyến đi thực tế đến nhiều vùng đất khác nhau để tìm cảm hứng sáng tác. Ông tâm niệm chỉ có đi và viết mới giữ được sức khỏe, và trên hết là giữ ngọn lửa đam mê với âm nhạc. Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, ông là tấm gương sáng với sự tận tâm cống hiến. Còn với khán thính giả, ông là người dẫn dắt những tâm hồn đồng điệu đến với cái đẹp thông qua những giai điệu âm nhạc. Vẫn mong ông khỏe mãi để tiếp tục chặng đường sáng tạo nghệ thuật vinh quang của chính mình.